mà người nhận được thư mời chí tôn không cần thông qua bất kỳ khảo hạch nào là có thể nói đây là một loại tượng trưng cho thực lực và địa vị. Chí tôn Sơn Trang tổng cộng là phát 8 ra thư mời chí tôn. Ta muốn nói với người là 8 bức thư mời này rốt cuộc là mời những ai. 8 người này có thể nói là những người trẻ mạnh thật sự của Cẩu Châu. Đường Châu Nguyên Canh Tông, Đường Nhất Tu, Tống Châu Hỏa Thần Môn, Tống Thành Phong, Nguyên Châu Bạch Tàng Giáo, Bạch Văn Phi, Kinh Châu Tiêu Giao Cốc, Lô Tiêu Giao, Tùy Châu Kiếm Thần Cốc, Mộ Dung Vũ, tộc trưởng tương lai của giới thị tộc nhân, giới Thành Khuê và là người mạnh nhất trong số người trẻ tuổi giới Linh Công Hội chúng ta, Từ Trọng Vũ. Nhớ người này, có người đã bước vào thiên võ cảnh, cho dù là chưa bước vào thiên võ cảnh cũng đều là nguyên huyền võ cảnh đỉnh phong. Bọn họ nắm giữ thực lực cường đại chỉ có mình có những người còn nắm giữ kỵ binh, mà trong đó người nhất định phải cẩn thận một người, đó chính là Giới Thành Tuyền. Giới Thành Tuyền đã bước vào thiên võ cảnh, có kỵ binh của giới thị tộc nhân là áo giáp gai, hơn nữa thân thể của hắn còn là một lam bào giới linh sơ. Quan trọng nhất là người từng ra tay với đệ đệ giới bất phạm hắn. Lần này nếu như gặp được người, sợ là hắn sẽ không tha cho người. Có điều, từ trong vũ đại ca của giới linh công hội chúng ta cũng vào không lâu trước đã bước vào thiên vũ cảnh. Cũng là lam bào giới linh sơ. Có huynh ấy ở đó, Giới Thành Tuyền cũng không dám dễ dàng động vào người. Ngươi có thể tạm thời yên tâm. Vậy thì đã tạ cố sư huynh chiếu cố rồi. Ta vậy mà vô ý đắc tội với một kẻ địch thiên vào cảnh. Hề, cô bác, không đúng à? Người nói 8 thư mời chí tôn, lại chỉ có 7 người, người thứ 8 thì sao? Người cuối cùng, người chắc là có thể đoán ra. Người nghĩ kỹ xem, Cẩu Châu Đại Lục tổng cộng có Cẩu Châu, Hán Châu bị Khương Thị Hoàng Triều chiếm lợi. Nơi không có thủ lĩnh này, căn bản không tham gia hành động với thế lực khác. Đệ nhất đệ tử Chí Tôn Sơn Trang, Liễu Chí Tôn tuy rất mạnh, có điều lần đại hội liên hôn này mở ra đối ngoại, vậy nên hắn không thể nhận được thư mời. Người tính xem, trừ những tiểu bối mạnh nhất ở trong những châu này ra, còn có một châu nào chưa nhắc đến? Chẳng lẽ người nói đến Thanh Châu ta? Không sai, bức thư mời Chí Tôn cuối cùng chính là tiểu bối Thanh Châu người. Cậu bác, ngươi xác định không đùa chứ? Nếu thật sự có nhân vật như vậy, chắc là sớm đã vang danh Thanh Châu mới đúng chứ. Ta thật sự không nghĩ ra tiểu bối Thanh Châu ai có tư cách nhận được thư mời chí tông này. Có, Trương Thiên Dực. Trương Thiên Dực từng là đệ nhất đệ tử Thanh Long Tông, kiến lập Dực Minh đại danh đỉnh đỉnh đó. Ta nghe nói Trương Thiên Dực này cùng một tông với ta. Có điều, hắn nhiều năm trước đã rời khỏi Thanh Long Tông. Thanh Châu không còn tin tức của hắn nữa. Trương Thiên Dực, người nói không biết có phải là người này không? Như vậy thì kỳ quá rồi. Nhân vật như hắn không có danh tiếng ở Thanh Châu chứ. Sợ phong, Trương Thiên Dực người nói có phải là một kỳ tài tư võ không? Hắn quả thật là một thần thoại lâu lại trong lòng đệ tử Thanh Long Tông. Là một kỳ tài tu võ hiếm có. Nếu là như vậy thì có thể cùng một người, bởi vì những năm gần đây đại danh của Trương Thiên Dực đã vang danh mấy châu liền. Đến thế lực đỉnh cấp giới châu ta cũng nghe nói Thanh Châu xuất hiện ra thiên tài lợi hại này. Rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện này nói ra thì dài. Sớm nhất là một năm trước, chuyện xảy ra ở Đường Châu. Vào ngày lễ mừng đại hỷ của đệ nhất tông môn Nguyên Canh Tông, có một nam tử trẻ tuổi khiêu chiến với đệ tử đệ nhất Nguyên Canh Tông, Đường Nhất Tu. Hắn cùng Đường Nhất Tu đều là tu vi huyền võ cửu trọng, lại trong 10 hiệp ngắn ngủi đánh bại Đường Nhất Tu. Sau đó, đệ nhất thiên tài Tống Châu Tống Thành Phong, đệ nhất thiên tài Nguyên Châu Bạch Văn Phi, còn có đệ nhất thiên tài Minh Châu Lô Tiêu Giao, đều có vọng mệnh như vậy. Nam tử đó chính là Trương Thiên Dực. Sau khi Thanh Châu sa sút, đã lâu lắm không có nhân vật thành danh có thể vang danh các đại châu nữa rồi. Không ngờ Trương Thiên Dực vậy mà có tài cán đến mức so sánh ra thì ta.
Sở phòng huynh đệ không còn tự ti, thiên tài hiện giờ Thanh Châu trừ Thiên Chiến Dược ra không phải là huynh sao? Cô bác huynh, huynh đừng có đùa nữa. Nếu như không có đạn đạn, ta chẳng qua chỉ là một tu võ giả nguyên võ cửu trùng nhỏ bé thôi. Cũng là thế hệ trẻ, lại chỉ có thể nghe sự tích của người khác. Sở phòng huynh đệ, để sao lại nghĩ như vậy? Không sai. Giới Thanh Tuyền, Trương Thiên Dực còn có Từ Trọng Vũ đại ca, bọn họ quá thật lợi hại. Nhưng đợi chúng ta đến tuổi của họ, chưa chắc đã thua họ. Sở phòng huynh đệ, ta nói với đệ như vậy, cô bác ta có tự tin. Bây giờ vị trí của Từ Trọng Vũ đại ca trong giới Linh Công Hội mấy năm sau chính là của cô bác ta. Nhưng mà ta càng tin, khi ta trở thành cường giả thế hệ trẻ Cửu Châu, đệ nhất định là người đứng đầu của thế hệ trẻ Cửu Châu đại lục. Đừng quên, đệ là người đã từng đứng lên đỉnh của Tu La Quỷ Tháp. Đến cố bác ta còn tự tin như vậy, sở phong đệ là một thiên tài, bản thân đệ càng không thể hoài nghi bản thân. Ta cùng giới bất phàm dùng một năm từ nguyên võ thất trùng đến nguyên võ cửu trùng, tất cả mọi người đều cảm thấy chúng ta là thiên tài, nhưng mà sở phong đệ và hai chúng ta tuổi tác tương đối, một năm trước đệ là nguyên võ thất trùng, lại có thể ở trong Tu La Quỷ Tháp đánh cho giới bất phàm cao hơn đệ lục trùng như là chó rơi xuống nước. Hiện giờ người lại dùng thời gian một năm từ nguyên võ thất trùng bước vào nguyên võ cửu trùng, đã đuổi kịp cảnh giới tu vị của ta và giới bất phàm. Tốc độ tu võ như vậy, ta sâu sắc biểu thị bội phục. Trong những người cùng tuổi không ai có thể so với đệ. Cô bác huynh, đa tạ huynh nhắc nhở, sở phong ta rất vui vì có thể quen biết một bằng hữu du huynh.